nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Phụ lục giá biểu. A. Người. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 1 đến câu 8. Đức Chúa phán với ông Môi-se rằng: Hãy nói với con cái Israel và bảo chúng: Nếu ai muốn giữ trọn lời khấn hứa dâng một người cho Đức Chúa, thì phải định giá như sau. Nếu là phái nam từ 20 đến 60 tuổi, thì phải định giá là 15 lượng bạc, tính theo đơn vị đo lường của Thánh Điện. Nếu là phái nữ, thì phải định giá là 9 lượng. Từ 5 đến 20 tuổi, phải định giá nam là 6 lượng, nữ là 3 lượng. Từ 1 tháng đến 5 tuổi, thì phải định giá nam là 15 chỉ bạc, nữ là 9 chỉ bạc. Từ 60 tuổi trở lên, thì phải định giá nam là 45 chỉ bạc, nữ là 3 lượng. Nếu ai túng thiếu, không trả nổi giá đó, thì phải đặt nó trước mặt tư tế, để tư tế định giá. Tư tế sẽ dựa vào khả năng của người khấn hứa mà định giá. B. Loài vật. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 9 đến câu 13. Nếu là một con vật thuộc loài có thể dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa, thì bất cứ con nào người ta hiến cho Đức Chúa đều là của Thánh. Không được đổi, không được thay thế con tốt bằng con xấu, hay con xấu bằng con tốt. Nếu cứ thay thế một con vật này bằng một con khác, thì cả con vật này lẫn con vật thay thế đều là của Thánh. Nếu là một con vật ô uế, thuộc loại không được dâng làm lễ tiến lên Đức Chúa, thì phải đặt con vật trước mặt tư tế. Tư tế sẽ định giá nó là tốt hay xấu, và tư tế định giá thế nào thì cứ như vậy. Nếu muốn chuộc lại, thì phải trả thêm 1/5 giá đã định. C. Nhà cửa. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 14 đến câu 15. Khi một người thánh hiến nhà mình làm của thánh dâng Đức Chúa, thì tư tế sẽ định giá nhà ấy là tốt hay xấu. Tư tế định giá thế nào thì cứ y như vậy. Nếu người đã thánh hiến nhà muốn chuộc lại, thì sẽ phải trả thêm 1/5 giá đã định, và nhà ấy sẽ là của nó. D. Đồng ruộng. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 16 đến câu 25. Nếu một người thánh hiến cho Đức Chúa một cánh đồng là sở hữu của mình, thì phải dựa vào số lúa giống mà định giá. 20 thùng giống lúa mạch là 15 lượng bạc. Nếu nó thánh hiến cánh đồng ngay từ năm toàn xá, thì cứ theo như giá đã định. Nếu nó thánh hiến cánh đồng sau năm toàn xá, thì tư tế sẽ tính giá tùy theo số năm còn lại cho đến năm toàn xá, và có giảm bớt giá đã định. Nếu người đã thánh hiến cánh đồng muốn chuộc lại, thì sẽ phải trả thêm vào đó 1/5 giá đã định, và cánh đồng sẽ thuộc về nó. Nếu nó không chuộc lại cánh đồng, nhưng bán cho người khác, thì cánh đồng không chuộc lại được nữa. Và khi cánh đồng ra khỏi tay người mua, vào thời kỳ toàn xá, thì cánh đồng sẽ là của thánh dâng Đức Chúa. Như một cánh đồng được biệt hiến, cánh đồng sẽ thuộc quyền sở hữu của tư tế. Nếu nó thánh hiến cho Đức Chúa một cánh đồng nó đã mua, chứ không phải cánh đồng thuộc quyền sở hữu của nó,
thì tư tế sẽ tính số tiền phải trả cho đến năm toàn xá. Và ngay hôm đó, người kia phải nộp theo giá đã định. Đó là của thánh dâng Đức Chúa. Đến năm toàn xá, cánh đồng sẽ lại về tay người bán, là người có quyền sở hữu đất. Mỗi khi định giá thì phải theo đơn vị đo lường của thánh điện. Một xe khen ăn 20 ghê ra. Quy định đặc biệt về việc chuộc lại những của thánh hiến. A. Con đầu lòng. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 26 đến câu 27. Con đầu lòng trong đàn gia súc không ai được thánh hiến, vì là con đầu lòng, nó đã thuộc về Đức Chúa. Dù là bò hay chiên dê, nó thuộc về Đức Chúa. Nhưng nếu là loài vật ô uế thì có thể chuộc theo giá đã định, cộng thêm 1/5. Nếu nó không được chuộc thì sẽ được bán theo giá đã định. B. Của biệt hiến. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 28 đến câu 29. Tuy nhiên, trong những cái thuộc về một người, như người, gia súc hay cánh đồng là sở hữu của nó, bất cứ cái gì, nó đã được biệt hiến dâng Đức Chúa, làm của biệt hiến, thì không được bán, cũng không được chuộc. Mọi của biệt hiến là của rất thánh, nó thuộc về Đức Chúa. Của biệt hiến mà là một người biệt hiến thì không thể được chuộc, nó phải bị xử tử. C. Thuế thập phân. Sách Lê Vi, chương 27, từ câu 30 đến câu 34. Mọi thuế thập phân đánh vào đất, trích từ sản phẩm của đất và từ hoa trái của cây cối đều thuộc về Đức Chúa. Đó là của thánh dâng Đức Chúa. Nếu người nào muốn chuộc 1/ thuế thập phân thì phải trả thêm 1/5. Mọi thuế thập phân đánh vào bò và chiên dê, tức là 1/10 của mọi vật đi qua dưới cây gậy của người chăn, đều là của rất thánh dâng Đức Chúa. Không được tìm xem con nào tốt hay xấu, và không được thay thế. Nếu cứ thay thế thì con vật ấy và con vật thay thế sẽ là của rất thánh, không thể được chuộc lại. Đó là những mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền cho ông Môi-se, nói lại cho con cái Israel trên núi Sinai.